đêm nay 24 tháng 12, cùng với các địa phương trên cả nước, tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân đã đổ về các nhà thờ, các trung tâm thương mại, các điểm vui chơi như là phố đi bộ Nguyễn Huệ để hòa chung vào không khí của ngày lễ Noel. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên của chúng tôi hòa mình vào không khí ngày lễ Noel năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể thấy là không khí ngày lễ Giáng sinh thì đang ngập tràn khắp những con phố với những cửa hàng được trang trí rực rỡ bằng những cây thông, những ông già Noel hay là những chùm đèn lấp lánh sắc màu. Năm nay thì dù có ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, người dân ra đường phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên thì không vì thế mà không khí ngày Giáng sinh kém đi niềm vui. Từ 7 giờ tối thì đã có rất nhiều người dân đã có mặt tại các nhà thờ, các điểm vui chơi, các trung tâm thương mại để mà tận hưởng cái ngày lễ Giáng sinh, ngắm nhìn thành phố và chụp ảnh. Năm nay thì trăng cũng có khác hơn năm trước, nhưng mà cũng long lanh lắm, thấy cũng hơi khác chút. Ngày Noel thì nói chung tôi cũng vậy, mà chắc tôi nghĩ người khác cũng vậy thôi, bỏ riêng hết mấy chuyện gia đình công việc rồi đó, để tập trung với gia đình để lo cho chung vui Noel, để cho tạo cái không khí vui cho nó hạnh phúc đồng ấm. Vâng, thưa quý vị, đối với những người theo đạo thì ngày lễ Giáng sinh là một ngày quan trọng để mà tập trung tại các nhà thờ cầu mong sự may mắn, bình an. Tuy nhiên thì đối với người thì ngày lễ Giáng sinh chỉ đơn giản là được tạm gác lại những công việc bộn bề ở bên cạnh gia đình, cùng nắm tay người mình yêu thương đi ngắm phố phường. Chỉ có vậy thôi thì cũng đã đủ cho ngày lễ Giáng sinh an lành và ấm áp.